Yeah. Các bạn có biết Lan đang tham gia trải nghiệm gì không? Thu hoạch cà rốt. Tại tỉnh Ibaraki thì dâu là một trong những đặc sản tuyệt vời mà chúng ta không thể bỏ qua. Có vị mắm, có vị chua, có vị tỏi mà lại cảm giác là có một chút vị tương nữa. Thì rất rất lạ, rất là hấp dẫn, đặc biệt. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la Nhật Bản là quốc gia có 70% đến 80% diện tích là núi, loại hình địa lý không phù hợp cho nông nghiệp. Thế nhưng, ngành nông nghiệp tại Nhật Bản được đánh giá là một nền nông nghiệp hiện đại và phát triển trên thế giới. Và trải nghiệm của Đồng Lan tại một trường thực hành nông nghiệp của Nhật Bản, nơi đào tạo ra những người nông dân tương lai sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này. Chào quý vị và các bạn, Đồng Lan đã có mặt tại trường thực hành nông nghiệp Nhật Bản, nơi đây đào tạo ra những người nông dân tương lai. Và chúng ta cùng tìm hiểu là mất bao nhiêu thời gian để đào tạo ra một người nông dân tương lai của đất nước Nhật Bản nhé. Ở trường chúng tôi thì có hai khóa học, 1 năm và 2 năm. Khóa 1 năm dành cho những người đã có công việc rồi nhưng muốn chuyển sang làm nông nghiệp. Còn khóa 2 năm dành cho những bạn trẻ dưới 20 tuổi. Chúng tôi đào tạo trồng rau hữu cơ, trồng lúa hay là trồng rau bằng phương pháp thủy canh như thế này chẳng hạn. Vậy thì ông có thể chia sẻ những chi tiết đặc biệt trong cái phương pháp thủy canh này được không ạ, cho khán giả cùng biết? Ở phía dưới cây này, bạn có thể nhìn thấy là các dung dịch dinh dưỡng dành cho cây. Chúng được bơm ra từ các hệ thống đường ống xung quanh. Những cái lá cây rất là xanh và Lan tự hỏi là không biết là có đảm bảo sạch và vệ sinh để có thể thử một cái nhánh lá ăn ngay bây giờ được không? Try. Thank you. Rất là ngon, tươi ngon và thơm nữa và rất là ngọt nữa. Lan thấy rằng là nhiệt độ ở ngoài trời rất là lạnh nhưng mà trong đây thì rất là ấm. Thì không biết là cái cách thức mà điều hòa cái nhiệt độ để giữ cho một cái nhiệt độ ổn định để cây trồng phát triển tốt, ông có thể chia sẻ thêm không ạ? Đúng là nhiệt độ rất quan trọng. Trong khoa học trồng rau thủy canh này, các em học sinh cũng sẽ được học cách điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp với sự phát triển của cây. Lan thấy có rất nhiều những cái tấm vàng hoặc là những cái tấm xanh ở đây. Thì không biết là những cái tấm này có cái tác dụng gì? Và hình như là có rất nhiều động vật nhỏ, nhiều côn trùng nhỏ. Đây là những tấm khảo sát côn trùng. Như bạn thấy, có những con côn trùng thích màu vàng hoặc màu xanh. Và từ đây, chúng tôi có thể biết được số lượng côn trùng là bao nhiêu, cũng như để giảm thiểu số lượng côn trùng trên vườn rau bằng cách thu hút chúng tới tấm khảo sát này. Đúng như tên gọi, trường thực hành nông nghiệp. Các học sinh tại đây đều được trực tiếp tham gia quá trình làm việc để trở thành người nông dân tương lai. Và mỗi khóa học được chia thành các lớp khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của học sinh. Tại sao anh lại chọn công việc này trở thành người nông dân? Tôi thấy sống ở nông thôn thích hơn thành phố, thoải mái hơn. Và Lan không biết là công việc này của các anh có nhiều khó khăn không? Vất vả lắm, có nhiều hôm trời lạnh nhưng vẫn phải dậy sớm. Mà tại sao vất vả như vậy anh lại vẫn cứ muốn chọn này học cái ngành này? Tôi chọn học để làm một nông dân vì hiện nay số lượng người Nhật Bản làm trong ngành nông nghiệp ngày càng ít đi. Ngoài ra, khi mình tự trồng rau, quả để ăn thì tôi cảm thấy rất là vui. Chúc các anh học tập tốt và trở thành những người nông dân number one. Chia tay lớp học trồng rau bằng phương pháp thủy canh, ca sĩ Độc Lan sẽ tham gia vào một lớp học rất thú vị khác. Lâu lắm rồi Lan mới có cảm giác thong dong đạp xe
dạo chơi diện tiết trời và thiên nhiên tuyệt vời thế này. Nhưng mà thật ra Lan và các bạn sinh viên trường nông nghiệp đang chuẩn bị một trải nghiệm mới rất là thú vị nhé. Quý vị chờ xem. Trải nghiệm được không? Thu hoạch cá lóc. Thầy ơi, để có một củ cá lóc to như thế này thì mình mất bao nhiêu thời gian để mà chăm sóc và trồng và chăm sóc vậy? Chúng tôi mất 4 tháng từ lúc gieo hạt đến khi thu hoạch. Củ cà rốt rất là to, không biết là thầy có dùng cái chất kích thích hay là cái chất hóa học gì để mà kích thích tăng trưởng không ạ? Tại đây, chúng tôi trồng theo phương pháp hữu cơ, không dùng phân bón hay bất kỳ hóa chất nào cả. Thay vào đó, chúng tôi dùng loại phân bón do nhà trường làm ra. Chúng tôi muốn học sinh của mình có ý thức làm nông nghiệp sạch và an toàn. Vậy là các bạn sinh viên sẽ tham gia từ cái công đoạn đầu tiên trồng cây cà rốt và sản xuất phân đặc biệt, sau đó là thu hoạch. Các bạn sinh viên sẽ làm tất cả công đoạn đó. Chúng tôi muốn sau khi ra trường, các bạn sẽ làm tốt công việc nông nghiệp, chứ không chỉ là học lý thuyết đơn thuần. Đó cũng chính là mục đích của trường chúng tôi, là trường thực hành nông nghiệp. Mặc dù được trang bị rất là chuyên nghiệp và găng tay và ủng, nhưng mà chắc chắn là vừa rồi Lan đã nhổ cái củ cà rốt này không đúng cách. Không biết thầy có thể chỉ cho cái cách thức nhổ củ cà rốt đúng nhất được không ạ? Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng là nghề nông thì không cần phải học gì cả, nhưng mà Lan thấy rằng là qua cái việc được học hỏi và thực hành thì những cái bạn sinh viên ở đây, Lan tin chắc rằng là tương lai các bạn sẽ là những cái nhà nông rất là giỏi. Chào quý vị và các bạn, Đồng Lan đang có mặt ở tỉnh Ibaraki và đây là một địa phương sản xuất nông nghiệp lớn thứ hai Nhật Bản. Tại tỉnh Ibaraki thì dâu là một trong những đặc sản tuyệt vời mà chúng ta không thể bỏ qua. Lan đang đứng ở một vườn dâu rất là đẹp, rất là xanh, nhiều hoa và nhiều trái dâu mọng tươi. Xin ông cho biết là có cái phương pháp trồng dâu nào đặc biệt để khiến cho những cái trái dâu đẹp và ngon như thế này? Ở trang trại này, tôi có sử dụng que có chất hormone giới tính để tránh cho côn trùng giao phối với nhau. Như bạn thấy, tôi có gắn các que đỏ này vào phía dưới của các đường ống nước. Và Lan có thấy có một cái hệ thống, một cái ống rất là dài như này, không biết là để làm gì ạ? Đường ống này có tác dụng phun nước ra để điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Vì nước ngầm có nhiệt độ khoảng 15 độ C nên việc phun nước như thế này sẽ có tác dụng điều chỉnh nhiệt độ trong phòng tới gần mức 15 độ C. Người ta có thể tiết kiệm chi phí bằng phương pháp này vì không phải sử dụng máy điều hòa. Những quả dâu rất là đỏ, mọng và rất là ngon. Thì Lan nghĩ rằng là chắc chắn những cái con sâu sẽ rất là thích thú và muốn phá hoại. Không biết là mình có cái cách thức nào đặc biệt để mà ngăn chặn cái sự phá hoại của sâu bọ đối với những cái dâu trồng ở đây không ạ? Đối với dâu Tây thì kẻ thù chính là những loại dẹp, và chúng tôi dùng chính những con côn trùng khác không có hại cho dâu nhưng lại tiêu diệt được dẹp làm hại cho dâu Tây. Ưu điểm của phương pháp này chính là không cần sử dụng thuốc trừ sâu. Thứ hai, chỉ cần một lần thả những con côn trùng vào lá cây cũng sẽ giúp tiêu diệt loài dẹp có hại cho cây cho tới khi thu hoạch.
Trong nhà kính này, chúng tôi quản lý nhiệt độ bằng chính những ống nước ngầm. Nếu nhiệt độ xuống dưới 8 độ C thì nước ngầm sẽ tự động chảy ra cho đến khi nào nhiệt độ đạt 10 độ C thì thôi. Ngoài ra, trong nông trại của ông Hirose, các hệ thống tưới nước và tưới phân, điều chỉnh nhiệt độ bên trong nhà kính đều được chạy hoàn toàn tự động. Mặc dù mới bắt đầu công việc trồng dâu tây cách đây 3 năm, nhưng hiện nay, ông Hirose đã làm chủ 10 khu nhà kính như thế này. Chính việc áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã giúp cho ông Hirose tiết kiệm nhân công và nâng cao hiệu quả lao động. Chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Đồng Lan tiếp tục đưa quý vị tìm hiểu về ẩm thực Nhật Bản. Nhưng hôm nay sẽ có một vị khách đặc biệt cùng đồng hành với chúng ta. Nằm tại thành phố Tokyo, trung tâm nghiên cứu vị giác này được thành lập từ năm 2004. Ngày hôm nay, bà Godai, một ca sĩ nổi tiếng của Nhật Bản, sẽ là người đồng hành cùng ca sĩ Đồng Lan tìm hiểu về trung tâm này. Tôi đã chuẩn bị cà phê để mời mọi người đây. Mỗi người có hai cốc cà phê khác nhau. Hai người hãy uống và so sánh vị của chúng xem sao. Cốc bên phải của tôi thì đậm đà, còn bên trái thì nhạt hơn và không thấy vị cà phê gì mấy. Thế thì ngọt hơn, nhẹ nhàng. Khi uống thì hai người sẽ cảm nhận ra được ngay. Bà Godai và Đồng Lan có biết làm thế nào để không cần uống thử mà chúng ta vẫn biết được vị của đồ uống như thế nào không? Đây chính là sơ đồ phân tích các thành phần vị của hai cốc cà phê mà hai người vừa uống. Chúng ta có thể thấy chỉ số vị đậm đà của cốc B cao hơn cốc A. Tất cả đều được thể hiện qua những con số và qua đó chúng ta có thể thấy được sự khác nhau về vị của hai cốc cà phê. Công việc của chúng tôi chính là sử dụng máy móc để phân tích và đưa ra các chỉ số vị có trong đồ ăn. Anh Tùng, đây là lần đầu tiên mà em được biết đến phương pháp phân tích vị của thực phẩm và không biết là thiết bị đo cảm ứng vị như vậy thì trông như thế nào nhỉ? Nên tò mò rồi đúng không nào? Sau khi được giới thiệu sơ lược về phương pháp phân tích vị của thức ăn, bà Godai và ca sĩ Đồng Lan sẽ được theo dõi thiết bị cảm ứng này. Đây là máy đo và phân tích mùi vị của thức ăn do trường Đại học Kyushu Nhật Bản phát triển. Trên tay tôi là 6 thanh cảm ứng vị giác, đại diện cho những cảm ứng trên lưỡi của con người. Trên màn hình này, mỗi một màu sẽ biểu thị cho một thanh cảm ứng. Mục đích chính của phương pháp này là phân tích các vị có trong thực phẩm, từ đó giúp các công ty nghiên cứu phát triển các sản phẩm theo sở thích của từng lứa tuổi khác nhau, hoặc marketing cho sản phẩm đã có sẵn, giải thích cho khách hàng hiểu rõ về các thành phần mùi vị có trong sản phẩm dựa trên các số liệu đã được phân tích. Đây là hai dung dịch không màu, không mùi. Bà Godai và Đồng Lan cùng uống và đón xem đây là vị gì. Đây chính là vị cà chua. Đúng là chỉ cần thêm màu đỏ thôi là hai người sẽ nhận ra ngay. Chúng tôi đã dựa trên những con số phân tích về vị có trong cà chua thật, sau đó làm ra dung dịch này từ một số thành phần hóa học vô hại. Đây chỉ là một ví dụ cho thấy tính chính xác của nghiên cứu của chúng tôi mà thôi. Qua việc số hóa vị của cảm ứng vị giác, người ta có thể tái hiện được vị bằng cách hợp lý hóa các thông số khoa học của nguyên liệu và tạo ra chất tổng hợp vị chuẩn.